Ủa, chào buổi sáng bạn Cúc. Cúc đâu vậy? Cúc đi học hả? Thôi, để xem nhà đi, Giang chở đi, đi xe tốn xăng lắm á. Cúc, Cúc, có chuyện gì hả? Hay là bạn nào chọc Cúc phải không? Chuyện gì buồn vậy? Cúc, nói Giang nghe đi, chuyện gì vậy? Từ nay Giang đừng gặp Cúc nữa. Sao vậy Cúc? Cúc, có chuyện gì vậy Cúc? Cúc, vậy là sao ta? Cúc nó giận ông rồi. Giận tôi hả? Ai biểu bếp xếp làm chi? Nó xếp chuyện gì? Ông có phải ông nói với Bình là Cúc nhận lời yêu ông rồi phải không? Nói gì đâu. Ông nói không lẽ ông Bình đặt chuyện hả? Nói nào đâu. Không nói vậy đó. Nó nói là mày mệt quá. Chuyện đó cũng đi nói tùm lum la nữa, làm cho ông Cúc mắc cỡ kìa. Đâu có nói gì đâu. Là sao? Chết cha rồi, vậy Cúc hiểu lầm gì rồi. Cứu mày Cúc, cứu mày Cúc. Mới sáng sớm mà đã chơi trò Tom và Jerry rồi. Bắt máy đi. Alo. À, Cúc hả? À, tối nay nhớ đến nhà thờ nha. Mình chờ Cúc ở đó nha. Nhớ nhà Cúc nha. À, sáng Giang chở Cúc đi học rồi. Hồng hả? Nhưng mà Cúc để qua điện thoại ở nhà cho nên Hồng nghe giùm. Ừ, chút nữa Cúc về Hồng nói cho. Vậy hả? Rồi bình chờ đó ha. Bình cúp máy nha. Chào Hồng ha. Bye bye Bình. Mình ở đây đúng là thượng sách mà. Chỉ có ở đây á thì mới kiểm soát được con Cúc thôi. Giờ mình phải làm cách nào để cho con Cúc nó phải bỏ cuộc đấy ta?
cô á quen với thằng gì đó, thấy cô nữ tính là hẳn nha. Sao không la như lúc trước á, giờ im quá, thấy không khí sợ quá. Sao vậy? Tùng bệnh hả? Đâu có đâu. Vậy sao vị thấy Tùng vẻ bơ phờ quá vậy? Hay là Tùng đang gặp chuyện gì hả? Nói cho vị nghe đi. Không có, Tùng không có sao hết á. Chỉ là Quốc. Là thằng Quốc nữa hả? Nó làm gì Tùng? Nó không làm gì Tùng hết á. Chứ làm sao? Nói cho vị nghe đi. Nói đi Tùng. Tùng cứ tưởng là Quốc đã trưởng thành rồi, ai ngờ cũng còn trẻ con như trước. Tùng thiệt thấy mệt mỏi quá. Tưởng chuyện gì, vị đã nói với Tùng rồi, bản tính thằng đó không thể nào thay đổi được đâu. Nó đã ăn vô xương máu của thằng công tử bột đó rồi.